nếu như mà không đi nghe phong tích một lần thì hơi phí các bạn. Lòng đã giận lòng, đừng không biết ly mà sao khi tạ từ tràn mi nước mắt. Lý Dung Hoàng Phạm. Người chẳng phụ người mà vẫn dở ra tại ta hay tại trời bày ra số. Hello, xin chào tất cả các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh truyền thông của TechSound Việt Nam. Và ngày hôm nay thì anh em tiếp tục đi thi công lắp đặt những cái hệ thống âm thanh giải trí cho tất cả các bác. Và hiện tại thì anh em team TechSound đang có mặt tại thành phố Thái Nguyên. Bây giờ thì đâu đó rơi khoảng độ 8 giờ tối và trời có vẻ như là sắp mưa rồi các bác. Đấy, các bác vừa nhìn thấy sấm chớp ở phía xa trời đấy. Đấy, anh em thì vừa tới nơi nhưng mà chắc là cũng... sẽ là tiến hành bốc rỡ những cái thiết bị âm thanh của chúng ta vào phía trong nhà nhanh chóng chóng để tránh cái hiện tượng mưa thì sẽ gây bất lợi khá lớn. Và như các bác nhìn thấy ở trên xe thì đấy là toàn bộ những cái thiết bị âm thanh mà chúng ta sẽ lắp đặt vào cấu hình ngày hôm nay, bao gồm một đôi loa và một đôi subwoofer. Có lẽ là các bác đã nhìn ra thương hiệu của chúng ta ngày hôm nay rồi, đó chính là Forcotic với mã là Forcotic X12 và Forcotic 115BS. Đây là hai mã mà có vẻ như là được các bác ưa thích nhất tại TechSound Việt Nam. Kèm theo đó một cái hệ thống âm thanh đi kèm bao gồm một chiếc amplifier, một bộ
micro, một chiếc vang số và kèm theo đó là một chiếc quản lý nguồn nữa. Đây là một cái hệ thống âm thanh cơ bản và quen thuộc khi mà anh em Techsound đi lắp cho tất cả các bác tại những cái hệ thống âm thanh giải trí gia đình cũng như là phòng hát. Và bây giờ thì trong lúc trời đang tạnh ráo thì anh em sẽ tranh thủ bốc rỡ những cái thiết bị âm thanh của chúng ta vào phía trong đã, để tránh hiện tượng là một lúc nữa sẽ mưa. Đấy. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái cấu hình âm thanh rất là đặc biệt. Bác chủ sẽ tính toán đánh loa theo dạng module, cắm cọc, một loa full ở trên và một loa sub ở dưới. Chúng ta sẽ có một đôi full và một đôi sub. Đấy. Đương nhiên là với cái hệ thống này chúng ta sẽ có một chiếc amplifier với số công suất lớn hơn. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng amplifier mã là SX48000, cũng đến từ thương hiệu Focotic. 4 kênh, mỗi kênh 2000W ở trở kháng 8 ohm sẽ đáp ứng đủ cho 4 chiếc loa của chúng ta ngày hôm nay. Ok, và một chút nữa thôi thì anh em sẽ tiến hành khui thùng mở hộp những cái thiết bị âm thanh của chúng ta. Sau đó thì em sẽ giới thiệu cái ngoại hình cũng như là cái thông số kỹ thuật để các bác dễ hình dung cũng như là dễ lựa chọn một cái hệ thống âm thanh phù hợp với cái không gian gia đình nhà mình. Ok. Ok, và vừa rồi thì anh em Team Techsound Việt Nam đã hoàn thành cho anh chủ một cái hệ thống âm thanh với hai set module cặp cọc trên loa full dưới loa sub. Và thật may mắn là vừa hoàn thành xong việc setup và lắp đặt thì trời cũng đổ cơn mưa. Đấy, anh em cũng đã hoàn thiện. Bây giờ là chúng ta sẽ đến với cái phần setup. Đây là ngoại hình của chiếc loa full khi được cắm cọc lên. Và đối với X12 chúng ta sẽ có một cái công suất rơi khoảng 1000W và 115BS thì chúng ta sẽ có một mức công suất là 1600W ở program. Thì tất cả những cái hệ thống amplifier ở đây đều được đáp ứng cho 4 chiếc loa ở mỗi một kênh. Và tất cả những cái thiết bị điều hành của chúng ta ở đây sẽ được gói gọn vào một chiếc tủ máy 6U. Và dưới cùng chúng ta sẽ có một chiếc amplifier 1U công nghệ mạch Class D. Chúng ta sẽ có 4 kênh và mỗi kênh chúng ta sẽ sử dụng cho một chiếc loa. Ở trên thì chúng ta sẽ có một chiếc vang số đến từ thương hiệu JBL và một bộ micro đến từ thương hiệu Techsound có mã là M5009. Trên cùng chúng ta sẽ có một chiếc quản lý nguồn, đó là toàn bộ những cái thiết bị điều hành mà chúng ta sẽ sử dụng cho cái hệ thống âm thanh này.
đêm trăng cao tiếng hò ơi, lời mẹ ru trẻ thơ giấc ngủ hiền ngoan, và trai gái quê gửi lời chân tình. Qua bao nhiêu tuổi đời ngã nghiêng, quê hương tôi đã tới khói lửa tiêu tàn, thôn xóm làng bất ngờ lầm than. Bóng trắng cây có
lòng đất mẹ chiến miên. Có nghe tim được tiếng tu mày, có nghe tim được tiếng ai rồi lửa đoàn viên giữa lòng đất mẹ chiến miên. Em đang đứng đây là cuối sân rồi đây. Rất xa rồi. À ơi, em đi lấy chồng. Rồi. Anh vẫn một mình. Tê tái. À ơi, tao dùng sân đình. Thương anh một mình. Một mình. Nhớ em. Quê nhà tôi ơi, xứ đòi xa vắng. Khói chiều mênh mông, sông Đà buông nắng. Nhớ thương làng quê, lũy tre bờ đê. Trở về nghe mẹ hiên ru bên thềm đá cũ. Wow. Quê mẹ nhà tôi ơi, con đường qua ngõ bóng mẹ liêu xiêu trong chiều buông gió. Nhớ thương đàn con bên phương trời nào. Áo nâu mùa đông, thương mình lận đận, đêm buồn mẹ ru. Mẹ quá. À ơi, hoa bay lên trời, cây chi ở lại. À ơi, hoa gái lên trời, rau răng ở lại, chịu lời đắng cay. Một mình. À ơi, tao dùng sân đình thương anh một mình. Quá nét anh nhỉ. Một mình nhớ em. Đứng kia thì nó đỡ cắn. 170 thôi, có bộ 170 các bạn nhé. Bao vì xanh tím, nón chiều che nắng, cho nó xem tủ máy nhé. Những đêm mùa đông, đẩy này hoạt động cách nhẹ nhàng. Khói hương trầm mây, sờ vào đây sợ bỏng lạnh. Bóng trăng ngồi đây, ngọn đèn lung lay. Bức tường vô trắng. Làm qua qua kính mic đi. Quê nhà làm tôi qua ơi, quê người con gái. Được, bác phát được không có nhà.
toàn ruộng thôi. Thấy không? Tech Sound Việt Nam, showroom trải nghiệm âm thanh cao cấp, tọa lạc tại địa chỉ số 7 dãy B2, shop house 24 giờ Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội, với các thương hiệu âm thanh hàng đầu thế giới nhằm đem lại sự trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Hotline liên hệ 0942979696, 0933469555 hoặc truy cập website techsound.vn.